biết được nhân quyền tự do dân chủ mà đang từ lâu bưng bít dân mình. Trung Quốc và Liên Xô vĩ đại, cảm tạ miền Nam đã có thời làm chiến sĩ chống lại công nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành nhân. Hãy subscribe.